Ờ, bữa nay đi ra mình hái dâu nè, mẹ bầu hái dâu nè. Để vô tủ lạnh cái có cái ngâm rượu. Con Trinh á. Mày hái vài trái đi. Nó ngâm rượu ở Đà Lạt, nó ngâm rượu này, rượu mơ nè, uống đây ngon lắm. Đây mẹ. Cái này cũng cái thích quá. Em. Uống tốt lắm á. Em tới dâu này nè. Hái nè. Đây nè. To đùng nè. Biết rồi. Đây nè, sau lưng em kìa, sau lưng trên đầu em kìa. Này hả? Ừ, đó kìa. Cái này nó chín gì quá là nó mềm rồi nè. Ăn cái rồi còn giòn giòn á. Ừ. Ủa quá nhiều quá. Mình bôi trứng mắm nè. Bôi trứng mắm nè. Diện chưa? Vậy em... Ủa dạ? Vậy mà chị hai ba không ăn cái này. Người ta như trái nho rồi, có đâu không ăn. Phải ăn là lao hết mẹ rồi. Ăn không được không? Ôi ô cái này hái vô ngâm rượu đi, cái rượu này em uống được. Ừ, ngon chứ lắm. Tao ăn thử coi nói gì chứ. Không, nó ngon lắm, măng kiều luôn á. Ngọt chi chi. Cầm cái tô cái lạc không có được. Quá trời dâu luôn. Sao nhìn nó thấy ghê quá. Thằng ngô ăn cái trái còn đỏ đỏ. Được cái dâu nó chín quá trời kìa trời. Đột như ghê luôn. Đấy. Trời ơi có gì đâu. Ăn nó ngọt. Dạ. Sợ. Cái gì nó tươi. Nè. Cái lông cái gì đó. Rồi, mày. Chính. Hái đi anh ơi, em cầm em hái không có được. Đây nè, đây nè. Rồi, mày có sâu đó, có mấy con sâu nó làm lại ăn chùm là không hái. Đây nè, một vài bữa nó hái cho. Ồ, cái này hái vô ngâm. Đó, trời đi. Từ đi quen đừng cái lắc quá nó hãy. Đây nè. Gì vậy mà. Cái này hái đi bình thường cái gì đâu. Nó chơi. Trong vườn mà cái trần thế gì. Ôi cái cây dầu nó đã không. Bố nó hái cái nào mà mày zoom gần lại. Zoom lên này nè. Sao anh chim lớn bằng tay à, lớn bằng tay cũng được đó. Không được. Được sao không? Được đâu. Sao vậy em dùng kỹ xong mà không được. Em đứng xa xa ra em quay cũng được mà. Anh kêu em dùm. Thì em dùm lớn cũng được mà. Dùm nó dùm bự lắm mà. Dùm tới cái 15 lần mà. Ừ, mùi lắm. Quá trời luôn. Bao nhiêu ăn được quả này mà. Trời ơi lắc quá bà. Mấy cái chín là tụi thấy nó hơi chua chua. À, ăn mấy nè. Rồi, nhớ đi. Giùm mẹ. Đây. Còn bầu rắn hái thôi mà mũi dữ lắm. Đen cây nữa, hình như cái cây này là có trái nè, cái cây ở dưới chỗ cây còn trắng là không có trái nha má. Cây đó có còn trắng á. Ở rừng bà hai ấy trái biết nhiều nữa. Bà hai, thu hoạch dâu nghe hai nay sáng chưa sáng mẹ để sáng nhưng mà cái da nó không có trắng. Trắng rồi, em quay qua góc bên này. Để em qua bên xe qua từ từ qua. Em qua bên shop em coi cái app cái đứa nó tải là cái gì, em tải cái đó về cho anh bên quay. Bên này quá sáng luôn rồi. Anh quay kia. Không, cái app nó cái da đẹp lắm. Cái này nó mùi quá. Ít thôi chứ nhiều quá, thằng bôi nó ăn cũng đâu không. Da giết gì vậy? Rụng quá, hai bọ bớt mà. Rụng cho nó rụng bớt.
không có cái mà mình nó bị vậy nó có bị sâu quá mắt. Bị sâu là dính chùm lại hai ba trái dính chùm á. Cái sâu bỏ hết nhiều nữa. Bỏ đi được. Chứ ăn gì được. Nó quay bữa nó ăn. Bữa nó ăn nè. Ấm nè. Châu dâu nó chín mọng nè. Đây chưa? À, mẹ.